Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội
hội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà,
bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý bà anh chị em, đại lễ Phục Sinh chúng ta mừng liên tiếp trong 8 ngày, gọi là tuần Bát Nhật. Chúng ta xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta luôn tin vào Thiên Chúa đã ban cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại vì chúng ta. Cùng hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện thế với người xin, cầu cho các linh hồn Cha Gioan Bautista Nguyễn Hữu, Giuse Vũ Văn Quắc, Giuse Hoàng Kim Tinh, ông cố Giuse Nguyễn Văn Được, cố Giuse Nguyễn Trí Thức, Matthia Nguyễn Quảng, Phêrô Nguyễn Đình Phê lễ dỗ, Phêrô Nguyễn Đắc Khá lễ dỗ, Anna Đỗ Thị Mộng Điệp, Anna Maria Vũ Thị Vinh mới qua đời, Maria Đoàn Thị Hiệp, Maria Nguyễn Thị Liên mới qua đời, Maria Magdalena Bùi Thị Nể, Maria Đặng Ngọc Hảo, các linh hồn Phêrô Maria Lucia và Luke, các linh hồn trong gia đình và linh hồn người cha. Gia đình Thảo Huy xin kính lòng thương xót Chúa. Maria Nguyễn xin tạ ơn nhân dịp sinh nhật Augustino Phạm Thanh Tâm 59 tuổi. Văn Hà xin ơn bình an. Cùng với lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót, lỗi lầm để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin đi Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy để ban cho giáo hội sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em tân tòng. Xin cho đời sống của họ luôn được biểu lộ ý nghĩa nhiệm màu của bí tích thánh tẩy họ vừa lãnh nhận với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, gàng sông và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách công vụ tông đồ. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 lớn tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giê-xu Na-gi-rét là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiên và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó, theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước. Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi.
Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hiểu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế, tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng người đã chết và được mai táng và mộ của người ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti và thân xác người không phải hư mất. Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Và điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng đỡ người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống đó. Để người đổ xuống, đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sáng nghiệp con đường hướng, là chém phúng lọc, là chém phúng lọc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con chôm tùm Chúa hằng thương chỉ dây, ngay cả đêm trường lòng da nhăn nhủ con. Con luôn nhớ tới Ngài trước mang, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Con lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng da hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu chung này hư na trong phần mộ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống chưa thanh nhan, ôi vui sướng tràn trề ở bên Ngài, hoang lạc chẳng hề vơi. Hallelujah. Hallelujah.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng nhiên Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân, bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, khi chúng ta được nghe lại đoạn tin mừng ở trong thời đại của chúng ta, với việc chúng ta trở thành người Kitô hữu, với việc chúng ta đã đọc lại toàn bộ lịch sử cũng như là toàn bộ Kinh Thánh Tân Cựu Ước, đặc biệt là Đức Giêsu từ việc Ngài sinh ra cho đến khi Ngài chết và sống lại, thì chúng ta thấy những câu chuyện thuật lại đối với chúng ta không có là bất ngờ lắm. Nhưng mà đối với các môn đệ hay là những người mà tin vào Đức Giêsu, họ đối diện với cuộc khổ nạn rất đỗi kinh hoàng, làm cho họ rất là sợ hãi, và cái đau thương đó nó vẫn còn in sâu vào trong lòng của các ngài. Cho nên khi mà các ngài đã thấy những cái dấu hiệu của mồ trống, rồi việc các thiên thần hiện ra nói là Đức Giêsu đang sống, rồi thấy việc khăn liệm hay là khăn trùm đầu của người trong cuộc an táng của Đức Giêsu đã được xếp lại gọn gàng, thì các ngài vui mừng nhưng cũng vẫn rất là sợ hãi, bởi vì những cái đó nó đan xen giữa cuộc khổ nạn, giữa việc báo Đức Giêsu sống lại rồi chưa gặp ngài, làm cho các ngài sợ hãi. Tuy nhiên là chính Đức Giêsu, ngài lại tỏ cho các môn đệ hay là những người theo ngài một cách từ từ. Từ dấu hiệu mộ trống, từ dấu hiệu là tảng đá lăn ra khỏi mộ, và các môn đệ nối kết lại những lời mà Đức Giêsu ngài đã nói với những gì Kinh Thánh đã nói, nối kết lại để từ từ trong các ngài lóe lên một cái niềm hy vọng, một cái niềm tin rằng hình như thầy mình đã báo trước và thầy mình đang sống. Và câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là Đức Giêsu đã gặp các bà. Trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy là các bà nhận ra Chúa Giêsu ngay. Nhưng mà có những cái chỗ khác thì chúng ta thấy là như bà Maria Magdala thấy Đức Giêsu thì lại tưởng là người làm vườn. Khi Đức Giêsu gọi tên thì mới nhận ra. Từ hai môn đệ trên đường Emmaus thì lại chỉ nghĩ là một khách bộ hành. Như vậy thì thân xác Đức Giêsu phục sinh vẫn là thân xác ấy.
có những cái dấu hiệu rất là quen thuộc, nhưng lại có những cái dấu hiệu rất là khác biệt. Như vậy thì có những cái mà tiếp tục như là cái thân xác mà Ngài đã từng sống với các môn đệ, lại có những cái nó được biến đổi bởi sự phục sinh của Đức Giêsu. Bởi cái sự phục sinh đó đã được Thiên Chúa biến đổi, nó làm cho khác. Và vì vậy mà mời gọi tất cả những đan kết tất cả những điều đó để cho các môn đệ tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng đã sống lại. Và điều đó cũng mời gọi tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, là đấng đã ban cái sự sống cho chúng ta khi mà tạo dựng vũ trụ trời đất. Rồi khi mà con người phạm tội thì Thiên Chúa lại qua Đức Giêsu để làm một cái cuộc sáng tạo mới khi cho con của Ngài sống lại từ cõi chết. Và đó là niềm tin và niềm hy vọng của tất cả mỗi người Kitô hữu chúng ta. Và mời gọi chúng ta sống cái niềm tin phục sinh, sống cái niềm vui phục sinh. Và từ đó chúng ta đối diện với những cái vấn đề ở trong đời sống của mình. Hơn nữa, phần sau trong tin mừng của Thánh Matthew mà chúng ta mới nghe, đó là những người luật sĩ, biệt phái, các thượng tế, kỳ mục, họ không muốn tin. Bởi vì ngay cả khi mà Đức Giêsu được an táng trong mộ thì họ đã cho lính canh để mà tránh các môn đệ của Đức Giêsu lấy trộm xác. Mà ngay cả khi mà lính báo là thính sự kiện kinh thiên động địa như vậy thì họ lại tìm cách bịt miệng, tìm cách không tin. Như vậy thì điều này cho chúng ta thấy là việc mà chúng ta tin vào Thiên Chúa thì chúng ta phải mở lòng mình ra, phải đón nhận những cái dấu chỉ hay là những cái sự thật mà chính Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta, chứ không phải là tôi muốn tin như thế nào, tôi muốn Thiên Chúa phải làm cái điều này điều kia như là tôi muốn thì tôi mới tin. Chỉ có người nào với tấm lòng đơn thành, với cái sự khiêm tốn, với cái lòng bỡ ngỡ hay là đón nhận những điều mới mẻ thì mới có thể tin vào Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta đón nhận niềm tin phục sinh và chúng ta sống niềm tin đó, cũng như trở thành chứng nhân của người khác, chứng nhân cho người khác, như trong bài đọc 1 mà chúng ta được nghe Thánh Phêrô cũng như là các tông đồ đã làm chứng về niềm tin của mình. Amen. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúng tùng Chúa rất độc ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúng cùng Chúa rất rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của toàn thể dân Chúa khắp trần gian. Chúa đã kêu gọi chúng con tin theo Chúa và cho được tái sinh trong bí tích thanh tẩy. Xin cùng dẫn dắt chúng con về cõi phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được khiên tê làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sư sang được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chư chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng cùng với các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con bình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Michael chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Đây chính Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Tôi đổ xuống lòng tín hữu ơn dồi dào của mầu nhiệm vượt qua. Chúa đã đưa chúng con vào đạo Thánh Chúa là con đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời. Xin giúp chúng con biết đáp đền cho cân xứng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Con và Thánh Thần. Amen.